Xin chào các bạn. Mấy hôm nay trời lạnh quá. Đối với người Nhật thì các bạn không biết là khi mà trời lạnh thì người Nhật ăn món gì. Thì hôm nay sẵn chiếc trời xe lạnh thì kênh nấu ăn cùng Samurai xin giới thiệu với các bạn một món ăn vào ngày lập đông của người Nhật, đó là món oden. Thì để làm một cái món oden á thì theo tùy những cái vùng ở Nhật á, thì họ những có những cách làm khác nhau, họ có nguyên liệu khác nhau thì họ làm khác nhau, và tùy theo sở thích nữa, hoặc là ở trong nhà họ có những cái nguyên liệu như thế nào thì họ làm như thế đấy. Cũng mình làm gia đình thì cũng không nên cầu kỳ quá, phải cho đầy đủ. Thì chúng tôi hôm nay cũng giới thiệu với các bạn về món oden và làm theo cách của chúng tôi như thế. Dĩ nhiên các bạn làm oden thì những cái món chính, những nguyên liệu chính thì mình không thể thiếu. Nếu mà làm món oden mà linh hồn của nó đó là nước dùng dashi, thì một là các bạn lấy, nếu mà mình không có thời gian thì sử dụng siro dashi, cái chai nó cũng chai to đến 8 thì cũng có, hoặc là nếu mình không có nữa thì mình sử dụng cái bột cá mà chúng tôi nấu ăn những kênh video trước á, thì chúng tôi hay giới thiệu bột cá với bột con bự thì nó cũng ra là cái nước. Còn hôm nay thì chúng tôi sẽ sử dụng cái con bự này, con bự và cá bào để nấu nước dùng dashi. Đó là linh hồn của oden. Và kế tiếp thì không thể thiếu là củ cải trắng. Người Nhật á, họ những cái món ăn của họ sử dụng củ cải trắng rất là nhiều. Thực tế là củ cải trắng á, rất là tốt, chất dinh dưỡng rất là cao. Có nhiều người họ nói củ cải trắng đó là xăm đất, là các bạn biết bổ như thế nào đó. Kế đến là mirin và nước tương usukuchi. Các bạn nhớ nha, chúng ta sử dụng cái nước tương này nè, họ có ghi rõ nè, usukuchi. Tiếng Nhật á, thôi thêm chữ y là usui á, usui nghĩa là lạc á, kuchi là cái miệng á, lạc miệng á, là đây là nước tương lạc. Thì nước tương lạc á, chúng tôi cũng có những cái chai nó nhỏ, như là 120ml thì phải, thì cũng có cái chai nhỏ. Hôm nay chúng tôi tài sản có sử dụng cái chai lớn này luôn đó. Thì đại loại là những cái thành phần chính là như thế. Thì ngoài ra thì để tạo hương vị như thế, rồi ngoài ra những cái nguyên liệu để mà làm nên món oden, thì hôm nay chúng tôi chuẩn bị những cái nguyên liệu như sau. Nguyên liệu hôm nay chúng tôi chuẩn bị cho món oden thì có là, thứ nhất đây là yakichikuwa, gọi là chả cá nướng. Những cái vết mà nó khác, giống như khác như thế này là do nướng cá họ nướng lên, gọi là yakichikuwa. Kế đến là hanpen á, thì chả cá khoai mỡ, thì cá và khoai mỡ trộn lên gọi là hanpen. Những cái món này thì các bạn, nếu mà đây là những cái món của người Nhật sản xuất, nếu mà mình ở gia đình mình không có những cái này thì chúng tôi khuyên các bạn ra siêu thị có những cái chả cá chiên tròn tròn, mình thế những cái này vẫn được, không sao. Đây là gọi là con nhắc cừ á, thì nó là một cái dạng, nó giống như là củ khoai, khoai môn mình nó to vậy đó, nó, hình dáng nó giống như vậy đó, họ trồng trên đất. Thì chúng tôi trên web Mushi Mushi có một cái bài viết về con nhắc cừ như thế nào, thì các bạn cứ lên đó xem kỹ nhé. Thì từ cái củ này thì người ta làm ra cái miếng như thế này, gọi là con này. Thì mình dịch đại thể giống như là gọi là củ khoai từ đi, cho nó dễ hiểu, dễ nhớ. Ở đây là này họ gọi tiếng Nhật là sashima age, gọi là khoai nướng, khoai chiên, khoai lang chiên. Mấy đỏ đỏ hồng hồng như thế này, hình đẹp như thế này, gọi là chả cá đỏ. Đây chả cá. Đây trứng. Thịt bò thì chúng tôi sử dụng nạm bò chúng tôi cắt ra như thế này. Và cái đến là không thể thiếu khoai, gọi là, này không phải khoai mà tiếng Việt mình gọi là cái gì quên rồi trời, cái gì ta
Tiếng Việt là gì? Khoai tây. Trời ơi, khổ quá. Rồi, củ cải có rồi. Nó đại loại gì thì đây có hành nữa. Hành này là lát mình trang trí thêm cho đẹp nha. Rồi các bạn, chuẩn bị làm nha. Rồi, chúng ta bắt đầu làm nha. Các bạn, những cái món sau đây thì chúng ta phải luộc trước để cho nó chín trước, rồi chúng ta mới bắt đầu làm món oden. Thì đầu tiên chúng ta sẽ luộc bò, thì chúng ta nấu thịt bò cho nó mềm trước, rồi kế đến chúng ta luộc trứng và gọt vỏ khoai, cải trắng chúng ta cũng luộc. Những cái thứ này là luộc xong rồi mới nấu oden. Thì chúng ta bắt đầu luộc bò trước nha. Chúng ta để vào, để bò vào. Rồi lấy tay bóc luôn đi. Rồi bắt lửa lên. Đây là con nhắc cừ. Thì con nhắc cừ này chúng ta cũng luộc sơ qua. Thì con nhắc cừ các bạn biết nó sẽ có hai màu. Đây là màu trắng và nó có màu nâu nâu. Và con nhắc cừ có dạng sợi nữa, giống như sợi bún vậy đó. Tùy theo chúng ta chế biến món ăn và chúng ta sẽ mua những cái loại nào cho nó phù hợp. Con nhắc cừ này á thì đặc biệt là những cái người ta ăn để mà gọi là để mà đẹp á, giảm cân á. Tại vì cái con nhắc cừ này á, nó mình ăn nó vào á, nó tạo cảm giác no thôi, nhưng mà chất dinh dưỡng á là nó không có gì hết á, mình nghe nói là vậy. Nên Bộ Y tế cũng nhận khuyến cáo á, có những người ta ăn giảm cân nhiều quá đó, người ta khuyến cáo là ăn nhiều quá sợ suy dinh dưỡng, đó là cái khuyến cáo của Bộ Y tế. Người ta cắt làm tư nha. Rồi, để vào nồi, lột sơ. Rồi chúng ta luộc như thế là được, tắt bếp và vớt con nắp được ra. Thời gian rất dễ hơn. Và chúng ta sẽ cắt thêm những cái chả này luôn. Đây là ham ben, cái đó ham ben. Ham ben thì ở phía trước này người ta có ghi á là Mishi no sakana shiroi shin no sakana to yama imo deshikareta. Cái này là họ lấy từ cá, cái thân của con cá mà màu trắng á, thân cá màu trắng á cộng với khoai mỡ thì làm nên cái ham ben này. Cái ham ben á thì các bạn ngoài nấu lẩu thì chúng ta có thể là sử dụng rã đông và hâm nóng bằng lò vi sóng thì được hết. Thì thành phần của nó như chính là gồm có cá nè và khoai mỡ nè và sau đó có lòng trắng, trứng, đường, muối, đậu vân vân. Rất là bệnh, mệt lắm. Chỉ làm bốn, ta nấu à, hôm nay là bốn người, bốn phần. Miếng. Còn đây là cũng đây là chả cá đỏ. Những loại chả cá này thì chúng ta hay rã đông, chín rồi, rã đông là chúng ta sử dụng được. Bốn người chúng tôi sử dụng bốn miếng thôi. Cắt 5-6 miếng mất công dành ăn. Cái đến, cái này chúng tôi xin giới thiệu các bạn. Nhìn tưởng đâu là miếng đậu hũ nhưng mà nó không phải. Chỉ giới thiệu ban đầu đó là khoai lang chiên lên, bột khoai lang họ làm chiên lên thì như thế này. Thiếu đây là chi cư qua, đây gọi là chả cá nướng. Thì thành phần của nó là cá nướng, tinh bột, đường, muối, đậu tương, không quên lòng trắng trứng. Thì cái này là đặc biệt là dùng để nấu lẩu, các bạn nhớ nhé. Cái trọng lượng này thì hơi nhiều, chúng ta sử dụng hai khoanh là được, hai khoanh cắt làm đôi. Này bốn người ăn. Đại loại là chúng ta đã những nguyên liệu như thế là xong. Cái quan trọng nhất là bắt đầu nấu nước dùng dashi cho oden. Tiếp tục linh hồn của oden đó là nước dùng dashi. Thì nước dùng dashi cách chúng ta nấu thì gồm có là con bự và cá bào.
Thì con bự thì các chúng tôi sẽ giới thiệu bây giờ sao. Thì cá bào á thì các bạn nhớ nha, ở đây cá trồn nè, cá bào dạng sợi nó to như thế này, để lấy ra cho các bạn xem miếng nó bự như thế này nhé. Thì chúng ta nấu dùng để nấu nước dùng, hoặc là chúng ta rắc lên bánh takoyaki, hay là rắc lên mì, hay là bất cứ thứ gì đó. Như là có clip là chúng tôi sử dụng cái cá bào này ăn với natto nữa. Còn cái cá bào nó có một cái loại nữa, đó là cá bào sợi nhé, nó gọi là ito cacio. Đây là cái sợi này rất là nhỏ à, các bạn sẽ thấy đó. Cái theo chúng tôi được biết đó, thì cái sợi cá bào sợi này á, nó làm từ cái lườn, cái bụng của cá bào, của con cá ngừ, nên nó có chất béo, và họ làm nhuyễn như thế này thì để chúng ta rắc lên bánh xèo, bánh mì, hay là bánh bạch tuộc, takoyaki gì đó. Các chúng ta đừng nên sử dụng ito cacio, gọi là cá bào sợi, để mà nấu nước dùng nha, các bạn nhớ nha. Thì con bự khi mà nó khô á, dưới biển lên họ phơi khô thì nó teo nhỏ như thế này. Và để mà nấu nước dùng hôm nay mà chúng tôi sử dụng cho 4 người á, thì khoảng là 2000 ml nước, khoảng 2 lít nước. Thì chúng ta sẽ thấy cái con bự á, nó trắng trắng như thế này thì nhiều người nghĩ là nó bị mốc. Các bạn nên nghĩ là không bao giờ mốc, nước dưới biển á, người ta mang lên và người ta phơi khô thì có thể là đây trắng trắng này là muối. Thì mà chúng ta nấu á, thì chúng ta sử dụng cái khăn ướt chúng ta lau sạch thôi, không được rửa nha, rửa nó mất chất. À, lau sạch. Thì để nấu con bự á, mà tốt nhất á, thì trước khi nấu á, chúng ta ngâm ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Thì chúng tôi đã chuẩn bị từ trước. Đây chúng tôi ngâm. Thì các bạn biết con bự nó nhỏ như thế này, và khi mà chúng ta ngâm vào nước thì nó nở to như thế này, các bạn sẽ thấy giật mình không? Wow. Đó. Các bạn có tưởng tượng không? Đó, đây. À, và nó ra cái màu xanh rất là đẹp, chứ không phải màu nâu nâu như thế này. Nhìn nó tươi, giống như là ở dưới biển vậy đó. Nó to như thế này. Và hôm nay chúng ta sử dụng cái con bự mà chúng tôi ngâm sẵn rồi để nấu nước dùng. Thì các bạn nếu mà có thời gian nha, ngâm một đêm thì càng tốt, chúng ta đổ vào nấu. Thì cái ca này á, cái quai này khoảng 1500 ml, chứ không tới là 2 lít nước. Nên nếu mà các bạn sử dụng cái ca này đông thì chúng ta phải thêm vô một chút xíu nữa mới đủ. Bật lửa. Các bạn nhớ nấu con bự, chúng ta mở lửa nhỏ thôi. Để lửa nhỏ thôi, nấu từ từ thôi. Không được mà vội vã quá. Chúng ta nấu từ từ để cho con bự nó ra nước, từ từ nó kịp ra nước. Và khi mà chúng ta cũng không được, khi mà sôi lên thì chúng ta cũng không được nấu nhiều, chỉ cần nó sôi lên thì chúng ta vớt con bự ra, không được nấu lâu. Đừng có nghĩ rằng nấu con bự càng lâu thì nó ra nước, thì không phải như vậy. Nấu càng lâu thì nó càng nhớt và nó càng đắng, không tốt cho sức khỏe. Các bạn nhớ nha. Đúng rồi. Khi chúng ta nấu con bự thì các bạn chú ý để lửa nhỏ, và khi mà nó sôi lăn tăn nhỏ nhẹ lên như thế này thì ok, là chúng ta là đã sắp được rồi đó. Chúng ta có thể là vớt ra. Đó. Nó nở. Mùi rất là thơm mùi tự nhiên của rong biển. Thơm lắm. Chúng ta để cá bào vào thì chúng ta sẽ sử dụng cho 20g cá bào. Thì cái bịch này chúng tôi đã sử dụng nhiều lần rồi, nên chắc còn phải 20-30g gì đó.
ta để cá bào vào và nấu cho nó sôi khoảng từ 3 tới 5 phút. Để cá bào vào thì cái mùi của cá nó lấn át của cái mùi con bự. Thơm mùi cá. Thêm lửa chút xíu. Lúc nãy là màu rất là trong. Mà khi để cá vào thì màu nó trở nên là nó sẽ đục hơn. Nó ngã sang màu vàng. Do cái cá bào này nó ra nước màu vàng. Nếu mà các bạn có thời gian thì cái bọt này nè, chúng ta hớt cái bọt này. Thơm quá. Và chúng ta nấu khoảng từ 3 đến 5 phút thì chúng ta tắt bếp và lược cá bào. Ta sử dụng cái rây để lược. Đây là nước sôi. Khi mà chúng ta làm thì các bạn nhớ cẩn thận nha, cực kỳ nguy hiểm. Nước màu vàng óng ánh. Nhìn rất là ngon. Hấp dẫn. Chúng ta sẽ có xác cá bào. Đó đổ xuống hết đây. Nếu mà các bạn kỹ á thì phía dưới cái lược này nè, chúng ta để một cái tờ giấy thấm dầu á, chúng ta lược thêm nữa thì cái nước cá bào ở đây á nó sẽ không có những cái cặn nhỏ nhỏ li ti nằm dưới đáy. Còn cái xác cá bào này á thì có thể họ cũng có thể chế biến nhiều món, hoặc là cái người nào mà tiết kiệm á, hoặc là người ta muốn sử dụng nấu cho hết nước luôn á, còn cái xác không á thì lấy cá bào này đổ vào tiếp tục nấu, và chúng ta thêm thí dụ này 20g đi, chúng ta chỉ cần bỏ thêm 5g cá bào nữa thôi thì người ta nấu thêm nước dùng, gọi là nước dùng thứ hai. Đó là cách mà chúng ta tiết kiệm, không lãng phí, bỏ uổng. Nước nhìn bắt mắt quá. Giống như màu nước trà ha, trà ủ long hay gì. Thử. Thơm. Đạt chuẩn á. Vậy là chúng ta đã vừa sơ chế nguyên liệu xong thì bắt đầu chúng ta bắt tay vào nấu món oden. Các bạn đã thấy đây là những cái nguyên liệu mà chúng tôi đã sơ chế xong và cắt ra hết, ngay cả nước dùng dashi. Thì cái con bự này nhiều bạn thắc mắc sẽ làm gì. Dĩ nhiên là chúng ta nếu mà bình thường nấu dùng dashi thì cũng có thể là cắt ra ăn sống, mình xào hoặc là thêm gia vị gì mirin, sake rồi đó, chua chua ngọt ngọt cũng ngon lắm. Thì trong món oden này á thì chúng ta sẽ cắt như thế này.
đó, quấn lại. Hơi ngắn các bạn, hơi ngắn hơi khó quá, ngắn mà to. Đó, chúng ta cứ cột như thế này để ăn lát mình bỏ vào nồi oden nhé. Sau khi quấn cũng trì chặt một thời gian chúng ta mới được như thế này, tại vì do con bự á, thứ nhất là nó nhớt, thứ hai là nãy ta cắt nó hơi ngắn nên quấn nó hơi khó. Và chúng ta đổ nước dashi vào để nấu oden. Nếu mà như lúc nãy tôi nói, khi mà chúng ta nãy có cái khăn giấy á, khăn thấm dầu á, lược á, thì nó sẽ không có cái cặn này nè, cái cặn nhỏ nhỏ gì. Giờ chúng ta bỏ cũng không sao. Và mirin, đây là hòn mirin. Các bạn nhớ nha, cái mirin á, thì nó có độ cồn khoảng 14%. Nếu mà người nào dị ứng với cồn á, thì trước khi mà nấu đổ mirin vào đây á, thì chúng ta đông mirin, thí dụ như chúng ta lượng mirin khoảng 2 muỗng canh hay gì đó, 2 muỗng gì đó, chúng ta lượng 2 muỗng bỏ vào cái chảo hoặc là cái nồi gì đó, chúng ta nấu lên cho nó sôi lên rồi để vào đây. Thì khi mà chúng ta nấu sôi như vậy á, thì cái cồn ở trong mirin nó bay hết đi, nó sẽ không có còn cái mùi đụ nữa. Chúng tôi hướng dẫn các bạn như thế để khi mà bạn nào dị ứng với cồn á thì chú ý sử dụng hai muỗng mirin, hòn mirin, mirin, cookie sake, nước tương là những gia vị rất là thiết yếu trong đầu bếp, trong cái bếp của người Nhật Bản không thể thiếu những cái gia vị đó trong quá trình nấu ăn, giống như người Việt Nam chúng ta không thể thiếu nước mắm là vậy. Usukuchi, nước tương lạc, đây cho 2 muỗng. Và chúng ta bắt lên và nấu. Trong quá trình đang nấu thì chúng ta cũng để cái nguyên liệu vào, trứng. Chiên, con nhắc cờ, chả cá đỏ, ham ben, yakichukiwa, khoai vào và cà rốt và củ cải trắng. Rồi chúng ta có một cái nồi oden rất là hoành tráng. Chúng ta để lửa cũng vừa thôi các bạn nhớ nha, và nấu trong vòng khoảng 30 phút. Lát nấu chín xong thì chúng ta sẽ nêm lại. Các bạn thắc mắc tại sao chúng tôi chưa bỏ con bự, cái xác của con bự vào, thì chừng nào chín thì chúng ta hay bỏ vào, bỏ gì là bỏ nó sớm.
nhỏ và đậy nắp lại. Các bạn chú ý nha, khi mà đối với người Nhật á, nấu oden á, thì nấu mà tốt nhất á, và với cái nồi đất á, nồi bằng đất á, đất. Chúng tôi hiện tại thì sử dụng cái bếp điện như thế này nên không có sử dụng cái nồi đất để nấu được, nên sử dụng cái chảo này nấu, nồi này nấu. Thì chúng tôi nhắc nhở nếu mà các bạn ở nhà có nồi đất thì tốt nhất là nấu nồi đất sẽ ngon hơn. Giống như chúng người Việt Nam chúng ta mà cá mà kho tộ thì nó sẽ ngon hơn nấu nồi khác. Đó là vậy, ý là vậy. Các bạn chờ 30 phút nha, chúng ta sẽ có món oden. Đây, sau khi mà 30 phút thì chúng ta có một cái nồi oden thơm phức như thế này. Dĩ nhiên chúng ta không thể nào quên bỏ con bự vào. Thơm quá. Nó là giống như món lẩu mà hầm. Mùi của nước dùng dashi thật là hấp dẫn. Không thể nào chúng ta từ chối được cái mùi này, rất ngon. Mềm, con nhát cười, mềm, khoai. Rồi chúng ta tắt bếp thôi. Nếu mà các bạn có thời gian thì ủ khoảng cái chừng chúng ta tắt bếp lại và ủ cho nó nguội múc ra sử dụng. Rồi để các bạn đợi phải mất thời gian nhiều, phải chờ lâu, múc ra luôn, tắt bếp làm luôn. Mỗi người một phần. Cái này là lộn, nãy giờ cái đây là hapen, chả cá khoai mỡ, còn đây mới là con nhát cừ. Cái con nhát cừ đây nóng quá, chúng ta múc thịt bò. Thì người Nhật họ ăn với bù tạc karashi, gọi là bù tạc vàng. Đây của Marco Polo SNB karashi vàng nhé. Cũng giống như bù tạc màu xanh thì cũng chế nước vào và đánh lại. Đấy là chúng ta vừa hoàn thành món oden theo nấu theo kiểu Nhật Bản.
cần chụp hình nữa. Rồi. Và chúng ta đã có một cái nồi oden đã hoàn thành và chúng ta có một cái phần oden dành cho một người ăn như thế này. Thì dĩ nhiên nấu xong thì chúng ta phải thử như thế nào. Đầu tiên chúng ta thử cái nước súp oden như thế nào nhé. Nước vị rất là ngon, ngọt. Ngọt của vị cá nó hòa quyện vào những cái có những cái gọi là khoai nè, mấy khoai, cà rốt hoặc là củ cải trắng và mùi thơm của con bừ nè, mùi rất là dễ chịu và thơm và vị nữa ngon. Không có cảm nhận nếu mà chúng ta nấu một cái nồi oden mà chúng ta sử dụng bột ngọt thì coi như là vứt đi, không thành công. Nó không có ra, tại vì bột ngọt chỉ là một cái chất mà nó để đánh lạc, đánh lừa cái cảm nhận của chúng ta thôi. Còn đây là thực tế, cá bào, con bự nó ra nước rất là ngon. Thế chúng ta gấp thử bây giờ ăn cái nào trước đây. Thôi cái nào gần ăn trước. Hapen, chả cá, khoai mỡ. Đã, mềm. Để vào miệng là nó nhai mà nó không có cảm giác mà cứng cáp hay là gì. Nó mềm lắm, mềm như nhung đó. Ăn như vừa ngậm mình nha hơi là nó sẽ tan ra liền. Rất là đã, muốn ăn miếng nữa. Mềm lắm. Có vị cá. Bây giờ chúng ta thử khoai cái củ cà rốt này đi. Ta bò tròn, các bò tròn giống như người Nhật họ làm. Nó không có bị, chúng ta nấu mặc dù nấu nửa tiếng đồng hồ nhưng mà nó không bị vỡ. Bùi ở trong rồi nó thấm vào màu. Cái khi mà chúng ta cắt hình chữ thập á, cái nước oden nó thấm vào trong cái củ cải trắng này luôn. Có vị hăng hăng của củ cải trắng vẫn còn giữ được. Không phải là cái nước mà dashi nó ác luôn, nó chỉ là cảm nhận dashi, nhưng mà ta ăn vào vẫn cảm nhận là nó là củ cải trắng. Bây giờ ta ăn củ cải trắng để giống như là một cái để nó sạch miệng để ta chuyển qua món khác. Bây giờ chả cá với khoai đi. Đây là khoai lang nướng, khoai lang chiên. Dĩ nhiên là người ta tán thành bột và chiên, nhìn là nó giống như là chả cá hoặc là đậu hũ vậy đó. Khoai ăn khoai lang chiên có chút xíu cảm nhận khoai lang mà cái vị nó ngon ngon giống như là ăn chả cá vậy đó. Nhưng mà này là không phải chả cá, khoai lang. Giờ đến cái này là con nhát cừ nè, cứng nha, con nhát cừ cứng như vậy. Rồi để dành cho những mấy người mà cần giảm cân, ăn tạo cảm giác no nhưng mà chất dinh dưỡng nó có vậy. Ăn đã, ăn giống như ăn cái sụn gì đó, giòn giòn giòn, ăn vào miệng nó giòn 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 giống như nhai sụn á, ngon lắm. Đúng là anh chị em nào mà muốn giảm cân nên ăn con nhát cừ, ngon chứ không phải là
mà mình ăn giảm cân mà ăn cái kiểu giống như mình ăn giống như là cái gì ta, giống như bị đại đọa vậy chứ, ăn ngon nhưng mà giảm cân. Con nhắc cười nhớ ngon. Nên có những người á ăn ngon quá người ta ăn nhiều, nên Bộ Y tế Nhật như chúng tôi đã nói, Bộ Y tế Nhật khuyên á là coi chừng ăn nhiều suy dưỡng á. Có gì ngon. Bây giờ nãy giờ chưa thử tới món thịt. Chúng tôi sử dụng đây là cái nạm của bò. Các bạn nhớ nha, giống như nồi lẩu Việt Nam như đã nói thì không sử dụng bò. Ví dụ bạn nào dị ứng với bò thì tôi có thể là để cánh gà, thịt gà vào vẫn ok, không sao. Tôi thích gì tôi để đó. Tôn chí là gì? Thương thịt nên chấm tarashi thơm. Nạm bò tại vì có mỡ, có mỡ tan nữa, thơm mùi rồi, thơm mỡ bò mà để mà tăng thêm cái mùi vị đỡ ngán của mỡ bò, chấm tarashi, quẹt thêm miếng tarashi vào. Đã thơm. Còn giờ còn hai món chả hơi thử vịt đi. Wow, cắt như vậy thì không sẽ không thấy lòng đỏ đây, hắn đây. Đó. Nó không có, không có giống giống như chúng ta ăn hộp vịt thịt kho. Vịt kho thì chúng ta kho hơi mặn nên ăn nó khác, nó ngán lắm. Còn cái này chúng ta nấu với nước dùng như vậy á, ta ăn hộp vịt nó không có tăng cái mùi heo, thịt heo hay nó án mũi, nhưng mà nó còn cái mùi ăn là cảm giác của trứng vịt rất ngon. Cảm giác được ăn món nào ra món nấy, không có ác gì hết trơn. Ăn ngon nên mặc dù ăn thử nên muốn ăn hết là gì, muốn ăn thử, muốn ăn hoài. Nước ngon, không có mặn mà gì hết. Chả cá này, chả cá đỏ. Thường có ở đây thì có một số, mặc dù chúng tôi nấu nguyên liệu 80, có thể 80-90%, 80-90% là nguyên liệu của Nhật, xứ Nhật. Thì tuy là Nhật nhưng mà cũng có một số sản xuất tại Thái Lan của công ty Nhật, đặc trường hợp như cái chả này. Chả này sản xuất tại Thái Lan của công ty Nhật, của hãng Kibun. Đúng là mỗi loại chả nó có cái hương vị riêng. Mặc dù là chả cá, đây cũng là chả cá đỏ, ăn cảm giác là mùi cá. Nhưng mà nó thấm vào cái nước ủ đen, là nước dùng ủ đen nè. Thật sự á, nấu nước ủ đen á, mình mới thấy á, là cái nước dùng dashi á, quá xuất sắc. Nấu ăn rồi á, mình sau này mình nấu canh hay nấu cái gì mà thiếu nước dùng dashi là coi như là ăn được rất là dở. Nếu đã sử dụng nước dùng dashi rồi. Nên các bạn thấy là ở những cái quán mì của Nhật á, họ sử dụng nước dùng dashi nhiều lắm. Mì ramen, mì này mì kia, ta ăn ta thấy rất là ngon, mà về nhà mua mì Nhật về nấu không ra, bây giờ chúng ta thiếu nước dùng. Đó là chỗ đó. Thử món khoai. Ổn vậy, vẫn có vị khoai. Nói chung nấu nãy giờ mình ăn món nào ra món đó, vị nào ra vị đó, không lẫn lộn vào ra được.
chả cá nướng này cũng dài à. Chấm miếng cà rà xì thử. Mềm. Món này mà mình nấu mà chỉ cần không cần để thịt bò, nếu mà mình múc cho người lớn tuổi những để thịt bò vô, để thịt bò nó hay dê nó mình ăn thì không thấy dai, nhưng mà người lớn tuổi có thể ăn dai. Mình chỉ cần bỏ món này, bỏ thịt bò ra nhiêu đây, nấu cho mình ông bà mình ăn ok, rất hợp lý, ngon. Tại những cái món chả cá nấu lên nó mềm lắm, khoai rồi trứng vị nào ra gì đó mềm ngon. Chả ra chả, thịt ra thịt. Cái con bừa chúng ta để vào gì giống như rau mạng này tốt hơn, thiên nhiên như biển mang lên, không có chất, gọi là trong con bừ á nó có chất để phòng ngừa ung thư, trị ung thư, như Fucodan đó là chiết xuất từ đông biển, mà nó là đông biển đen, nó cũng họ như thế này. Ok, chúng ta đã ăn xong, thử xong con bừ cũng vậy. Giòn. Vậy là chúng ta đã nấu xong và thử xong và thưởng thức tất cả những cái mùi vị của hương liệu trong cái nồi Oden. Thì ai cũng có lần đầu tiên, chúng ta, tất cả những chúng ta không phải là những đầu bếp chuyên nghiệp, thì các bạn cứ hãy thử và hãy nấu, chắc chắn chúc các bạn thành công. Nếu mà các bạn cảm thấy video clip này thú vị, mời các bạn share và subscribe. Và nếu mà các bạn quan tâm về những sản phẩm mà nấu giống như chúng tôi thì hãy truy cập vào đường link bên dưới, thì tất cả những cái chả cá rồi thì có hết trên trang web. Ngoài ra trên trang web chúng tôi có một cái loại mà để nấu Oden nữa, chả cá dùng nấu Oden nè, rồi cái aburage nè. Aburage á thì các bạn khi mà vào trong web á, nó giống như cái miếng đậu hũ đó, thì chúng ta lấy cái aburage đó, chúng ta sử dụng thịt nè, bầm ha, và sử dụng rau ha, cái gì đó chúng ta dồn vô, giống như các bạn tưởng tượng giống như đậu hũ dùng thịt vậy đó, dồn vô rồi chúng ta cột lại, lấy cái tâm hoặc cái xiên ngang rồi nấu, nó cũng là Oden. Thì như chúng tôi đã giới thiệu từ ban đầu, Oden rất nhiều cách nấu, ai cũng có thể nấu có thể theo ý của mình, ngay cả ở Nhật tùy theo dùng nó cũng có Oden mùi vị khác nhau. Thì các bạn hãy tự một nồi Oden chính cho gia đình bạn. Chúc các bạn thành công.